Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay Bất Động Sản Mộc Hỏa xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà 4 lầu mặt tiền đường số 28, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Diện tích ngôi nhà của mình nó là ngang 8m, dài 30m, 240m. Trong đó thì diện tích công nhận nó là ngang 5, dài 23m, 115m, được xây thành một cái nhà 4 lầu, bao gồm là một trệt, 2 lầu sân thượng, nội thất cao cấp, và diện tích được tặng thêm đó là 235m, làm lối đi cũng như là có 2 phòng nhỏ phía sau, được xây những trệt lầu riêng biệt phù hợp, có thể là cho thuê kiếm thêm thu nhập. Đường trước ngôi nhà của mình nó là đường 6m, 8m, 2 ô tô có thể là tránh nhau vô tư. Mặt tiền đường số 28. Đây. Ngôi nhà của mình thì được xây nó là một trệt, 2 lầu sân thượng, được bố trí bên trong thì nội thất rất là cao cấp. Quý khách hàng và các nhà đầu tư chỉ việc là dọn vào ở và có thể là khai thác cho thuê hoặc là làm văn phòng công ty được ngay. Từ vị trí ngôi nhà của mình ra mặt tiền đường Phạm Văn Đồng chỉ 250m, liên kề với lại chung cư Đất Xanh Ocean Riverside này, rồi lại ra trung tâm thương mại Gigamon chỉ 150m. Từ vị trí nhà của mình có thể nhìn thấy được trung tâm thương mại Gigamon luôn. Về lại cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, Đại học Luật, nhà thờ Fantima, bến xe miền Đông cũ, chỉ từ 3 đến 5 phút di chuyển. Khu vực thì xung quanh thì nhà cao tầng đồng bộ, dân trí cao. Đây là cảnh của khu vực đường 28, đường 20, đường 18, 19, vân vân, khu dân cư Thành Ủy, chung cư Mỹ Kim, Mỹ Long, Mỹ An New Town xung quanh. Rất là tiện nghi, rất là đầy đủ. Kết nối với lại đường quốc lộ 13, trục đường Phạm Văn Đồng, với lại bến xe miền Đông cũ, sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ từ 5 đến 15 phút di chuyển, thuận tiện đi đến tất cả những vị trí xung quanh. Từ vị trí ngôi nhà của mình ra bờ sông Sài Gòn chỉ 70m thôi. Đứng trên lầu 4 của tòa nhà có thể nhìn ra thấy được sông Sài Gòn, không khí cực kỳ mát, và có thể nhìn được cái view của lên mét 81 tầng này. Bên kia bờ sông nó là khu dân cư Thành Đa, một trong những bán đảo Thành Đa. Bán đảo sẽ được quy hoạch đẹp trong tương lai sắp tới. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại Bất Động Sản Mộc Hỏa 0902 669004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Hỏa Riêu để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất. Xin nhắc lại, đó là bán ngang nhà 4 tầng, mặt tiền đường số 28, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 8m, hai ô tô có thể tránh nhau vô tư. Diện tích ngôi nhà của mình nó là ngang 8m, dài 30m, 240m. Hiện trạng nhà một trệt, 2 lầu sân thượng, 5 phòng ngủ, 4 cái sơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.